Vâng, xin chào các bạn. Táo xoay thận bông xoay mềm nó là một cái phương pháp rất là hiện đại hiện nay để xử lý sỏi thận và niệu quản ở đoạn cao. Và hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn một cái trường hợp được thực hiện táo xoay thận bông mềm. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam 50 tuổi có sỏi thận và sỏi niệu quản cùng bên. Thì như trước đây thì để xử lý cái sỏi thận và niệu quản này thì cũng có rất nhiều phương pháp để xử lý. Tuy nhiên là cái phương pháp mà có thể coi là ít xâm lấn nhất vì can thiệp hoàn toàn theo đường tự nhiên đó là phương pháp tán xoay thận bằng ống soi mềm. Với cái phương pháp này thì bác sĩ sẽ sử dụng một cái ống soi có thể uốn được. Đó, ống soi này thì có thể uốn hai chiều, mỗi chiều 270 độ. Đó, và có thể tiếp cận được hầu như đến tất cả các vị trí trong quả thận. Bác sĩ sẽ sử dụng ống soi này đi hoàn toàn theo đường tự nhiên, đi hoàn toàn theo đường tiểu lên, không hề có vết mổ nào cả. Đó, và đưa cái que tán laser lên, như bạn có thể thấy cái đầu tán laser màu xanh xanh đó. Thì đưa cái que tán này lên tiếp cận sỏi và tán vụn sỏi. Vừa rồi thì bác sĩ vừa xử lý xong cái viên sỏi ở niệu quản một vai trên. Bạn có thể thấy là xung quanh viên sỏi còn có những cái mảnh bám, những cái polyp nhỏ đó, và bác sĩ xử lý rất là khéo léo để không làm tổn thương cái niêm mạc niệu quản, vì khi nếu mà làm tổn thương niêm mạc niệu quản thì có thể sẽ gây hẹp niệu quản về sau đó. Bác sĩ đã xử lý bệnh nhân này thì có khá nhiều sỏi đấy, và từng bước bác sĩ can thiệp tán vụn cái viên sỏi này, tán thành những cái hạt cám rất là nhỏ thôi để có thể bơm rửa ra ngoài, và những cái viên sỏi nhỏ còn lại thì nó sẽ tự theo cái đường bài xuất ra ngoài. Đây là cái viên sỏi ở đoạn cao hơn cái viên sỏi ở phía khung nối niệu quản bể thận. Các bạn có thể thấy là cái năng lượng laser đã phá vỡ viên sỏi. Các bạn nhìn thấy viên sỏi từ từ vỡ vụn ra. Đó. Và cái năng lượng laser này thì chúng ta có rất là nhiều những cái mức cài đặt, rất là nhiều những cái tính năng. Chúng ta có thể sử dụng cái chế độ tán bụi mịn, thực hiện chế độ xay sỏi. Đó. Và đây cái viên sỏi bác sĩ đẩy vào trong thận, đẩy lên phía trị đài trên thận và tiến hành tán nhỏ viên sỏi. Các bạn có thể thấy là cái đầu que tán laser màu xanh xanh đó, đây là cái dây laser ống mềm, nó rất là nhỏ thôi. Cái dây laser này thì kích thước nó chỉ bằng 1 phần tư của 1 mm thôi. Đó, đây là trên cái màn hình nội soi chúng ta đã phóng đại lên. Nên bạn có thể thấy là dưới cái màn hình nội soi, đặc biệt là hiện nay cái ống soi mềm thế hệ mới, nó được số hóa rất là sắc nét và chúng ta có thể quan sát rõ ràng các cái tổ chức, rõ ràng các cái đài thận cũng như là rõ ràng cái viên sỏi. Vì vậy mà chúng ta sẽ dễ dàng xử lý cái sỏi một cách hiệu quả hơn và tránh được những cái tổn thương lên cái niêm mạc của bể thận hoặc niệu quản. Nhờ có ống soi mềm kỹ thuật số như thế này ấy, thì chúng ta có thể can thiệp cái sỏi một cách chính xác hơn. Cái ống soi mềm kỹ thuật số này thì ngoài việc là cái độ sắc nét, cái hình ảnh nó chân thực hơn thì nó cũng nhỏ gọn hơn và cái góc thao tác nó cũng rộng hơn. Vì vậy cái ống soi thế hệ mới này thì chúng ta can thiệp thao tác nó rất là tốt, nó rất là linh hoạt. Do đó mà chúng ta sẽ tăng cái tỷ lệ xử lý thành công sạch sẽ sỏi cho người bệnh. Các bạn có thể quan sát thấy là bác sĩ đang từng bước tán bụi mịn nhỏ viên sỏi. Trung bình nhìn một cái ca tán sỏi như thế này đấy, thì tùy thuộc vào cái số lượng sỏi cũng như là độ cứng của sỏi. Nhưng mà thời gian tán thì trung bình nó khoảng 30 phút thôi các bạn ạ. Vì cái năng lượng laser này tán sỏi rất là nhanh. Các bạn có thể thấy là bác sĩ bắt đầu tán cái viên sỏi nó nhỏ, nhỏ ra thành những cái mảnh bé hơn. Sau đó thì bác sĩ sẽ tiến hành xay sỏi sau. Hiện nay thì ngoài việc là cái ống soi mềm
số hóa nó hiện đại hơn, thì các cái dụng cụ hỗ trợ ví như là sheet thì nó cũng tiến bộ hơn. Bây giờ nó có những cái dòng sheet hai kênh, cái dòng sheet nhỏ chúng ta có thể đưa lên cao trên bể thận, đưa lên cao vào trong các đài thận, và khi tán xong chúng ta có thể đưa dụng cụ vào để bơm rửa sạch cái sỏi ra ngoài luôn đó. Vì vậy mà nó tăng cái tỷ lệ sạch sẽ sỏi. Cái quá trình mà tán sỏi như này ấy, để mà nó sạch sẽ và ít tỷ lệ tái phát, ít tỷ lệ sót sỏi ấy, thì cái quá trình thao tác chúng ta phải hết sức thận trọng, tránh để cho nó bị chảy máu. Vì khi mà nó chảy máu thì nó sẽ gây nên những cái máu cục nó bám vào sỏi, làm cho sỏi nó khó di chuyển hơn. Đó. Đây là cái hình ảnh mà các bạn có thể quan sát là sau khi bác sĩ tán nhỏ bớt đi thì bắt đầu là xay sỏi để cho nó bụi hơn, mịn hơn. Rất nhiều bạn là hỏi bác sĩ làm sao để mà xử lý cái viên sỏi một cách triệt để nhất. Thì triệt để nhất hay là hiệu quả đấy thì nó cũng tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là phụ thuộc vào cái tình trạng sỏi của bệnh nhân. Không phải là cái phương pháp tốt nhất của bệnh nhân này chúng ta áp vào bệnh nhân khác là nó đều tốt đâu. Đó, mỗi một trường bệnh nhân thì chúng ta có những cái chỉ định nó khác nhau. Và tán sỏi ống mềm nó chỉ là một trong số những cái phương pháp để điều trị sỏi cho bệnh nhân. Ở bệnh nhân này thì tán sỏi ống mềm có thể là tốt nhất, nhưng ở bệnh nhân khác thì lựa chọn tốt nhất chưa chắc đã là tán sỏi ống mềm. Vì vậy mà để có một cái lời khuyên chính xác nhất thì bệnh nhân cần khám chuyên khoa ngoại tiết niệu để bác sĩ sẽ kiểm tra một cách kỹ lưỡng toàn bộ cái tình trạng sỏi này, tình trạng bệnh lý kèm theo này, rồi những cái vấn đề khác. Khi đó bác sĩ mới có thể tư vấn cho mình là làm phương án nào là tốt nhất, phương án nào là tốt thứ hai. Đó. Và người bác sĩ thì chỉ cố gắng là làm sao để cho người bệnh người ta hiểu rõ nhất về cái tình trạng bệnh của mình, hiểu rõ nhất về các cái phương pháp can thiệp và ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương pháp. Còn lựa chọn là ở người bệnh các bạn ạ. Bởi vì lựa chọn thì nó còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, phụ thuộc vào cái mức độ sỏi cũng như là cái nguyện vọng. Chứ chúng ta không thể áp đặt cho bệnh nhân là chúng ta phải xử lý phương pháp này hay là phải xử lý phương pháp khác. Quay trở lại, các bạn có thể thấy là bác sĩ đã tiến hành là xay bụi sỏi. Các bạn có thể thấy là những cái viên sỏi nhỏ bay lơ lửng nó sẽ theo cái dòng nước, theo cái ống sheet để xuống dưới ra ngoài. Như bạn có thể thấy là những cái viên sỏi mà rất là nhỏ như này đấy, nó chỉ xấp xỉ cái đầu que tán laser thôi, thì nó chỉ là bằng 1/4 của 1 mm, rất là nhỏ thôi các bạn ạ. Đó. Và những cái sỏi mà nó dưới 30 m, dưới 50 m thì nó có thể tự đào thải ra ngoài, chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Đó, vì vậy mà tán sỏi ống mềm này chúng ta có thể chấp nhận là tán đến những cái viên sỏi nó nhỏ dưới 30 m. Tuy nhiên là để mà tăng cái tỷ lệ hài lòng của người bệnh cũng như là tăng tỷ lệ sạch sỏi, giảm bớt cái tỷ lệ sót sỏi, đọng sỏi, thì bác sĩ sẽ cố gắng là tán bụi mịn nhất có thể, cũng như là xay sỏi nhỏ nhất có thể, và cố gắng là bơm rửa luôn cái sỏi sau khi tán. Thì khi đó thì chụp chiếu kiểm tra lại thì cái tỷ lệ sỏi nó sẽ sạch sẽ nhất. Sau khi mà bác sĩ xử lý xong cái viên sỏi này thì bác sĩ sẽ tiến hành soi kiểm tra các cái đài thận khác để xem nó có còn sỏi ở các đài thận khác hay không. Đấy. Rồi bác sĩ bắt đầu soi xuống đài dưới. Nó có một vài những cái mảnh sỏi nó xuống đài dưới, cũng như là có một cái viên sỏi ở đài dưới sẵn từ trước. Bác sĩ sẽ tiến hành xay bụi cái ổ sỏi ở đài dưới này. Rồi tiếp tục sẽ tiến hành soi kiểm tra các đài thận khác để đánh giá xem nó
có còn sỏi ở các vị trí khác hay không. Đó, chúng ta cần thiết phải kiểm soát toàn bộ trong quả thận để hạn chế những cái nguy cơ có thể còn sót sỏi. Để mà tán sỏi nó bụi mịn hơn thì chúng ta sẽ có một vài những cái kinh nghiệm, đó là chúng ta có thể tăng cái tần số phát xung tia laser. Đó, đây là hình ảnh bác sĩ đang soi kiểm tra một cái đài thận rất là nhỏ, phía bên trong nó có một cái màng này, một số trường hợp sỏi nó sẽ đọng lại bên trong cái màng này, và những cái màng mỏng này thì chúng ta có thể sử dụng laser để phá vỡ, để cắt cái màng đó và soi vào bên trong để kiểm tra. Xay sỏi thì chúng ta sẽ làm tăng cái tần số phát xung tia laser thì sẽ làm cho cái sỏi nó bụi mịn hơn. Đó, và khi mà xay sỏi thì chúng ta cũng hạn chế bớt cái dòng chảy, cái tốc độ nước chảy vào. Nó giảm bớt tốc độ nước để cho sỏi nó đỡ bị xoáy, đỡ bị di chuyển nhiều, thì chúng ta sẽ xay bụi sỏi nó sẽ tốt hơn. Đó, bạn có thể thấy là bác sĩ soi kiểm tra hết các đài thận và soi kiểm tra xem còn sót những viên sỏi lớn nào không để tiến hành xay bụi mịn một cách trọn vẹn cho bệnh nhân. Sau khi mà xay bụi xong thì bác sĩ sẽ tiến hành bơm rửa. Bác sĩ sẽ đưa một cái dụng cụ vào trong thận qua cái sheet, qua cái giá đỡ niệu quản để bơm rửa những cái sỏi bụi phía trên. Như các bạn có thể thấy đó, tất cả những cái mảnh sỏi đều rất là nhỏ, nó chỉ ngang với đầu cái tán laser này, tức là chỉ 1/4 mm thôi. Đó là rất là nhỏ rồi, và như vậy thì nó sẽ tự đào thải được ra ngoài. Chúng ta càng xay bụi mịn thì cái tỷ lệ sạch sỏi nó càng cao, và cái sự hài lòng của người bệnh sẽ càng nâng cao hơn. Rất nhiều sỏi đúng không các bạn? Đó, và các bạn có thể thấy là sỏi nó được phá vỡ ra hàng tỷ mảnh, những cái mảnh bụi mịn và những cái mảnh mà chúng ta đang cố gắng là xay nhỏ thêm đây. Đấy, từ một viên sỏi rất là lớn cộng với một vài những cái sỏi nhỏ trong thận thì bác sĩ đã xử lý tán bằng ống soi mềm bụi mịn. Tán như thế này thì khi chúng ta chụp kiểm tra lại thì tỷ lệ sạch sỏi rất là cao. Với cái phương pháp tán sỏi thận bằng ống mềm như này thì bệnh nhân hồi phục rất là nhanh. Thông thường thì sau mổ vài tiếng là bệnh nhân có thể ăn uống vận động bình thường. Và ngày hôm sau thì bệnh nhân sẽ được rút cái xông tiểu. Ngày hôm sau nữa thì có thể xuất viện. Tán sỏi ống mềm là cái phương pháp rất là hiện đại. Tuy nhiên là nếu như không được đào tạo một cách bài bản thì sẽ có nguy cơ gây đến những cái hậu quả, những cái tai biến khá là lớn. Vì vậy mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng.
khi chỉ định cũng như là khi thực hiện cái kỹ thuật này. Đó. Cuối cùng sau khi mà chúng ta đã tán bụi, tán nhỏ và đi kiểm tra các cái đài thận không còn sót những cái viên sỏi lớn nữa thì bác sĩ sẽ tiến hành đặt một cái ống thông GG vào trong cái vị trí sỏi này cũng như là bơm rửa cho nó sạch sẽ cái sỏi bụi. Đó. Bác sĩ luồn một cái gai guai lên. Cái này nó cũng rất là nhỏ thôi, nó gần 1 mm. Nó luồn lên để đưa cái dụng cụ lên bơm rửa cũng như là đặt cái ống thông GG và kết thúc phẫu thuật. Ok, xin cảm ơn các bạn.